sản phẩm đó chính là điện thoại Philips E105. Đây là điện thoại nhỏ gọn, rất là thuận tiện, màu xanh. Và đây là hàng phân phối chính hãng của công ty Lazada. Các bạn có thể theo dõi. Đây là cái chiếc điện thoại và có màn hình là 1,77 inch. Số danh bạ là 200 số, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài 32GB. Có quay camera VGA ở 480x640. Có jack cắm 3.5mm. Và đây là cái dòng sản phẩm nó hỗ trợ với các bạn là 2 sim 2 sóng. Đây là dịch vụ chăm sóc khách hàng của Lazada. Và ở đây là một số thông tin. Đây là địa chỉ của mình. Đấy, thấy chưa? Rồi nhá. Này, không quan tâm đến cái này. Rồi, trên tay của mình đây là cái dòng sản phẩm là Philips F105 nhỏ gọn. Đấy, các bạn xem cái túi marketing của cái dòng điện thoại Philips này, nó nằm một trong chiếc hộp, nó rất là nhỏ, nó chỉ nhỏ to hơn cái bàn tay của mình khoảng một nửa, được chưa? Đó, đây là cái mobifone điện thoại, đây là một chiếc dế giúp các bạn là sơ cua bên cạnh các bạn sử dụng những cái chiếc điện thoại thông minh nhận đầy tính năng, nhưng mà các bạn sẽ phải là cần phải sử dụng đến những em như thế này. Bởi khi chúng ta đi xa, điện thoại đa chức năng thì nó đôi lúc là nó cũng có thể là hết pin nhanh, được chưa? Và lúc đó thì một chiếc điện thoại nhỏ gọn như này sơ cua nó hoàn toàn tuyệt vời cho các bạn khi các bạn sử dụng ạ. Đó. Về mặt thiết kế của nó nhỏ gọn và nó kèm theo các chức năng như là ghi âm của gọi, được chưa? Ghi âm của gọi, thời gian, ví dụ thời hạn, thời gian gọi chẳng hạn, thì nó khá tiện ích, được chưa? Đối với những máy smartphone, khi các bạn muốn nếu mà các bạn đồ một số máy smartphone, khi bạn muốn ghi âm của gọi các thứ ấy, thì các bạn cần phải có phần mềm, nhưng mà cái máy này nó tiện lợi, nó có ở bên trong luôn, tích hợp sẵn luôn nó. Và nó mình sẽ tháo khui hộp ở bên trong này xem nó có cái gì nào. Bên hộp này đây là hàng phân phối chính hãng, mình sẽ cho một cái, rồi mình sẽ tận dụng cái móng tay luôn. Và đây là chiếc Philips, mà đây là chiếc em sản phẩm nhân vật chính của nó. Ở đây nó nằm trong một cái túi hộp màu xanh đó. Nhìn rất là hay. Những sản phẩm công nghệ thường có mùi thơm phương phức, được chưa? Rất thú vị cho những anh em mà khui hộp những dòng sản phẩm công nghệ này, rất là hứng thú cho anh em công nghệ như chúng mình. Và chúng ta xem hộp bên trong này có cái dòng gì đây. Ten ten ten. Đây là một cái dây cáp USB chuẩn micro USB, có thể cắm vào những smartphone như này hoàn toàn được. À, smartphone cao cấp như này đó hoàn toàn được. Và chúng ta có thể chuyển đổi dữ liệu. Đó, đây là cáp smartphone, mình sẽ để bên này đã. Rồi, cáp smartphone. Tiếp theo là chúng ta có thể là xem có cái gì nữa đây. Ồ, đây là một cục sạc. Cục sạc, xem có cái gì đây. Đây là cái cục sạc của nó. Cũng thơm phương phức các bạn. Đúng là đồ mới có khác. Đây là cục sạc Philips. Đây là cái dòng điện out, dòng điện vào của nó là 100 đến 240V và dòng điện output ra là 5V và 5A. Được chưa? Đó. Rất là hay. Được chưa? Đó là sạc cho những chiếc smartphone như này. Bên cạnh đó chúng ta cũng có một cái sạc nó không dây như này, sạc có dây. Dạ, nó liên kèm luôn. Theo mình thấy ấy, thì cái sạc rời này nó dây cáp rời nó rất là thực hiện, nó có thể sạc được rất nhiều ổ cắm khác nhau. Rồi, cắm vào chúng ta có thể sạc được. Và đây là cái mã Siri của máy, cái này cũng không cần quan tâm mấy. Đây là cái cục pin. Pin này do Philips sản xuất luôn. Rồi tí mình xem. Nó cũng thơm phương phức các bạn. Bây giờ. Và đây là cái phiếu bảo hành của cái công ty. Bây giờ, đây là trung tâm smartphone nó toàn cầu. Smart Care.
Smart Care. Rồi, và chúng ta sẽ xem ở đây có cái gì đây. Và đây là cái sách hướng dẫn sử dụng có hỗ trợ tiếng Việt các bạn ạ. Đây là dòng sản phẩm E105 được chưa? Có hỗ trợ tiếng Việt. Đây, nó có chức năng chính đây. Đây này, nó có đầy đủ sách hướng dẫn, các bạn có thể xem ở đây. Đó. Đó, nó hỗ trợ, nó có tất cả. Các bạn có thể sử dụng các đây, ở đây nó có rất nhiều chức năng. Đây ạ, đó, các bạn có thể xem qua cái sách này thì các bạn xem qua cái sách này thì xem hết qua cái sách này thì các bạn không cần phải sử dụng điện thoại nữa đâu, bởi vì các bạn biết hết chức năng của cái điện thoại rồi. Rồi. Mà bây giờ mình không quan tâm gì đến cái này nữa. Mình sẽ quan tâm đến cái sản phẩm nhân vật chính là đây. Các bạn xem đây. Rồi, mình sẽ để ra một bên. Một bên. Trong này có cái Lazada này. Đó. Đó, mình sẽ để đây. Rồi, bây giờ cho các bạn này. Rồi. Và chúng ta xem đây, đây là cái nhân vật chính của nó đây. Và mình sẽ tháo ra. Ồ, rất hay, ở đây có một cái rẫy này, các bạn bóc ra này. Đấy, cái rẫy này bóc ra này. Đó, nó có một SIM 1, SIM 2 và thẻ nhớ, được chưa ạ? Rất là hay. Nào, bây giờ chúng ta sẽ, đây là cái pin của nó. Pin của nó BP3L các bạn ạ. Pin này có dung tích là 4.2V maximum. Max. Và đây là pin chuẩn li-ion 3.7V. Dạ. 800mAh. Xem nó còn có ghi cái thông số marketing nào nữa không. Không có nữa. Cái mã của nó là BP4L. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn một số thanh SIM vào xem nó thế nào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ thử gắn thanh SIM vào nữa không. Đó, mình sẽ gắn hai cái SIM này của mình vào. Đây là SIM, đây là SIM 2. Rồi, đây là SIM mình toàn cắt trước, mình dùng toàn là gắn ở trên các điện thoại smartphone sử dụng nano SIM, cho nên là nó phải cắt rời, cắt em nó ra thành nhiều mảnh như này đấy các bạn. Lợi hại chưa? Bây giờ mình sẽ gắn vào. Đấy, mình sẽ gắn pin vào. Đấy, gắn như này được chưa ạ? Được rồi nhá. Gắn pin vào nhá. Gắn pin vào nhá. Đấy, mình sẽ bật lên. Ô, không lên rồi các bạn. Nguy hiểm chưa? Khi các bạn mua phải những điện thoại mà nó gắn không lên nha. Ô, may là nó còn lên. Nguy hiểm chưa? Sợ nó không lên thì chết. Bởi vì khi điện thoại ngon thế này nó lại không lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đáp lại. Ngày giờ nào? Hôm nay là ngày 17:46 này. Ngày 2017, ngày mùng 14 tháng 10, sorry, 14 tháng 10 lưu lại, được chưa? Rồi, đã lưu lại, bây giờ chúng ta sẽ xem nó rồi. Và nhìn, và thực sự là nhìn thấy cái sản phẩm này, nhìn thấy nó marketing rất là đẹp và nó rất là nhẹ. Và trọng lượng của nó chỉ rơi vào 64.1g thôi. Được chưa? Nó cầm nắm rất là dễ dàng, thuận tiện cho cái người chúng ta khi di chuyển đi xa. Đó. Một điều nữa là cái này nó hỗ trợ với quản thẻ nhớ tối đa 32GB. Được chưa? Có thể lưu trữ những hình ảnh hay là bản nhạc của các bạn yêu thích, hay là những video audiobook, những bài audio mà các bạn muốn nghe, các bạn vào trong cái này nó rất là dễ dàng. Và cái này nó giúp các bạn kết nối qua cái cổng micro USB, kết nối với máy tính này. Được chưa?
và cái cổng tai nghe 3.3.5 inch giúp cho chúng ta có thể là sử dụng để nghe những bài nhạc mà các bạn muốn nghe, và rất là tuyệt vời khi chúng ta muốn nghe, được chưa? Đó, đó là những dòng sản phẩm nó rất là hay. Rồi, đó, và đã có hai sim hai sóng và cũng vậy, mình sẽ gọi một cuộc nào. Đây là máy này rất bền nha các bạn, mình có thể đập vào tường mà nó có thể là. Rồi, sim này mình không dùng rồi. Rồi, cái sim này mình lâu không nạp, không dùng. Rồi. Ô, bình tĩnh. Rồi, mình sẽ gọi sim này của mình. Rồi. Đá chuông. Đấy. Rồi, mình đã hủy rồi. Đó, đó là cái smartphone và sử dụng cái camera của nó là. Các bạn rất là hay hả? Rồi, camera nó cũng có thể ghi lại những hình ảnh mà những văn bản mà những văn bản mà chúng ta muốn ghi lại những văn bản hay là những hình ảnh ở mức là bình thường. Vì dạ, đây nó cũng không được sắc nét mấy. Và hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau. Và chúc các bạn thành công. Các bạn có thể tham khảo đường link dưới, mình sẽ để ở dưới video các bạn mua dòng sản phẩm này. Rất là hay. Goodbye các bạn.